Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có hệ thống đường gom dành cho xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, tuy nhiên thì rất nhiều những phương tiện xe mô tô vẫn đi vào đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua địa phận tỉnh. Trước thực trạng này thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung vào việc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết. Cả 8 vụ tai nạn giao thông xảy ra đều liên quan đến phương tiện xe mô tô và xe đạp. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến đường này được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tai nạn giao thông đã không còn diễn biến phức tạp. Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong ngày để xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp xe mô tô đi vào đường cao tốc. Phạm lỗi đi vào đường cấm. Các em thì thôi, em rút kinh nghiệm lần này, lần sau em không đi vào những đường cấm của xe ô tô hoặc xe khách nữa. Biết là em đi vào đường cấm nhưng mà gia đình em có việc nên em thấy đường tiện em đi. Sau 5 tháng được bàn giao thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm đi xe mô tô vào đường cao tốc. Do công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm được tăng cường thực hiện, nên tình trạng này đã được hạn chế và tai nạn giao thông trên tuyến đường này cũng đã được đẩy lùi với việc xảy ra duy nhất một vụ tai nạn giao thông. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì lượng tuần tra cũng trực tiếp tổ chức tuyên truyền đến người điều khiển xe mô tô về cái hành vi đi vào đường cấm với tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang. So với thời điểm trước đây thì tình trạng vi phạm xe mô tô vi phạm đi vào đường cấm thì đã có sự dấu hiệu giảm rõ rệt. Bây giờ người dân tham gia giao thông khi điều khiển xe mô tô thì đã nhận thức được hành vi của mình đi đa phần đi vào đường gom của đường cao tốc. Tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 cũng như tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang được đẩy lùi sẽ góp phần quan trọng vào việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.